Sáng ngày 22 tháng 9, trường tiểu học Văn Yên phối hợp cùng cán bộ công an quận Hà Đông tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho hơn 3.000 cán bộ giáo viên và học sinh. Trên thực tế, con thấy có rất nhiều vụ đám cháy xảy ra, khiến cho rất nhiều người chết. Trong đó có một vài bạn có cùng lứa tuổi như con thì cũng bị ảnh hưởng bởi do cháy đấy. Nhưng vì các bạn chưa có kỹ năng phòng cháy chữa cháy, nên là bản thân con thì cũng phải trang bị cho con cái kỹ năng phòng cháy chữa cháy đó. Bởi vì khi mà có một vụ cháy xảy ra, con sẽ có dùng kỹ năng đấy để con thoát hiểm. Con muốn hướng dẫn cho bố mẹ con và anh chị các em của con ạ. Đáng chú ý, không chỉ trong năm nay mà đây là hoạt động được trường tiểu học Văn Yên triển khai thường xuyên, được đưa vào kế hoạch, nhiệm vụ của từng năm học. Những năm gần đây thì có rất nhiều các vụ cháy đã xảy ra, và đặc biệt là có những cái vụ cháy nghiêm trọng mới xảy ra ở địa bàn thành phố Hà Nội. Cái công tác phòng cháy chữa cháy, huấn luyện về kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho các thầy cô giáo và các em học sinh không chỉ là trong những năm học này, mà từ nhiều năm học trước nhà trường đã rất quan tâm đến công tác huấn luyện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các thầy cô giáo cũng như là các em học sinh, các cán bộ giáo viên, nhân viên bảo vệ nhà bếp của nhà trường. Và đây là một cái việc làm sự là có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tại buổi tập huấn, các em học sinh được các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận Hà Đông hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Đó là kỹ năng tìm đường thoát hiểm, giữ cơ thể sát nền nhà để hạn chế tối đa ảnh hưởng của khói khí độc, bảo vệ mũi và miệng bằng khăn ướt để tránh khí độc. Cũng tại đây, các cán bộ, giáo viên, nhân viên bảo vệ, bếp ăn được tập huấn, thực hành kỹ năng sử dụng bình chữa cháy. Việc chia sẻ cũng như là trang bị cho các con những cái kiến thức cũng như là những cái kỹ năng liên quan đến công tác thoát hiểm thoát nạn. Đó thứ nhất sẽ giúp các con có những cái bài học, cũng là một cái hình dung được và chúng ta sẽ phải làm gì khi gặp những cái sự cố cháy nổ trong cuộc sống. Thứ nhất là tại nhà trường, tại hộ gia đình, khi mà các con đi các khu vui chơi, trung tâm thương mại để chúng ta có thể tự bảo vệ được bản thân mình. Hoặc ít nhất là chúng ta sẽ có những cái tránh được những cái nguy hiểm đầu tiên khi mà chúng ta gặp phải một đám cháy hoặc là những cái sự cố tai nạn. Không chỉ tại trường tiểu học Văn Yên, theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông cho biết, trước tình hình thực tế thời gian qua xảy ra nhiều vụ cháy từ ngày 15 tháng 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã chỉ đạo các nhà trường phối hợp với Công an quận xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, trang bị kiến thức, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Theo lịch, trong tháng 9 năm 2023, 111 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận sẽ tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho giáo viên, học sinh. Thời điểm hiện tại, có khoảng hơn 50% số trường học thuộc quận Hà Đông đã tổ chức nội dung này. Đến ngày 15 tháng 11, 100% số trường trên địa bàn quận sẽ hoàn thành việc tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các nhà giáo, học sinh. Trước khi bắt đầu tập huấn, Ban giám hiệu trường tiểu học Văn Yên đã phát động toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, các em học sinh tham gia ủng hộ nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Toàn bộ số tiền quyên góp được, nhà trường sẽ gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông để chuyển tới các đơn vị tiếp nhận, hỗ trợ gia đình các nạn nhân của vụ cháy.